Câu chuyện thứ 243, Ngu Công dọn núi. Phía Nam Châu Ký có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc to 700 dặm, cao muôn thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại khó. Ở chân núi có một cái nhà của ông lão tên là Ngu Công, tuổi đã 90. Ngu Công thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm cụ họp cả vợ con, người nhà lại bàn rằng: "Ta muốn cùng lũ ngươi hết sức bạt phẳng hai quả núi này thì có nên không?" Ai nấy đều thuận, chỉ có người vợ ngần ngại, hỏi vặn rằng: "Sức ông không bạt nổi một cái gò, thì làm thế nào bạt được những hai quả núi? Mà dù cho có sức bạt được nữa, thì đất đã định đem đổ đi đâu?" Ngu Công nói: "Khuân đem đổ ra bể đông." Đoạn Ngu Công đem con cháu cùng cả họ ra phá núi, kẻ xây đá, người đào đất, kẻ đầu đội, người vai mang, hết ngày này sang ngày khác. Láng giềng có đứa bé mới 8 tuổi, con người đàn bà hóa cũng xin đi làm giúp, hàng năm mới về một lần. Gần miền có một ông lão khác tên là Chí Tẩu thấy vậy, cười Ngu Công và can rằng: "Sao khờ dại vậy? Mình thì tuổi tác, núi thì cao lớn, phá thế nào nổi?" Ngu Công thở dài nói: "Ngươi không bền lòng, bền lòng thì việc gì cũng phải được. Ngươi không bằng người đàn bà hóa, đứa trẻ con thơ. Ta già ta chết đã có con ta, hết đời con ta đã có cháu ta, hết đời cháu ta đã có chắt ta. Con cháu cháu sinh hạ vô cùng mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì không bạt nổi." Chí Tẩu nghe nói, nín lặng, không trả lời. Sau này vùng Nam Châu Ký không có núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện là nhờ có Ngu Công. Liệt Tử Giải Nghĩa Ký, một châu của 9 châu đời cổ, tức là vùng Trực Lệ, sơn tây cùng phía bắc sông Hoàng Hà, tỉnh Hà Nam, phía tây sông Liêu Hà, tỉnh Phụng Thiên. Lời bàn ta không tưởng tượng rõ núi Thái Hàng và núi Vương Ốc to lớn thế nào. Ta chỉ biết ở cái đời Ngu Công bấy giờ chưa có máy móc tinh xảo như bây giờ mà đã bạt được núi thì giỏi thật. Lại không phải thuê từng hàng nghìn vạn người để làm, chỉ người trong một nhà, một họ và ít người lân cận giúp tay vào mà cũng làm nổi. Ôi, nếu quả như vậy, thì cái gương kiên nhẫn của Ngu Công thực đáng để truyền lại mãi cho muôn đời về sau này. Và chăng chỉ một câu Ngu Công nói với Chí Tẩu cũng nên ghi nhớ lắm. Sự kiên tâm không phải chỉ hạn chế trong một đời, nhưng cứ tiếp luôn đời ấy, đời khác theo đuổi mãi thì ở đời còn có cái gì gọi là khó được nữa. Ngu Công đây thật là người đại trí nhược nhu, người cực khôn, bề ngoài coi như ngu. Ngôn hành ông y như những câu sau đây cũng đều có ý khuyên chúng ta lập chí và kiên tâm để làm việc. Một trên đời chả có việc gì khó, chỉ tại tâm người ta không kiên nhẫn mà thôi. 2. Bí quyết thành công cốt ở nhất định không thay đổi mục đích. Bà đã có cái kiến thức can đảm phi thường, nhất quyết làm được sự nghiệp phi thường. 4. Đem sự hiểu biết tinh tường, dùng hết tâm trí bền bỉ, vận toàn lực tinh tiến vô cùng, thì có việc gì mà không làm được. Người ta sống một cách nay lần mai nữa, suốt đời không được việc gì, chỉ tại không có chí. 5. Ý chí kiên nhẫn có thể chinh phục được hết thảy các thứ tự nhiên trong vòng trời. Danh ngôn danh lý, chớ chính mình tự dối mình. Đại học ở đời có 3 điều đáng tiếc. Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này nỡ hư. Chu Hy người ta biết có mưu sinh, biết tự lập thời mới không ỷ lại ai, cầu cạnh ai, mà giữ được liêm sỉ và thực hành được lễ nghĩa. Khuyết danh người ta sống trong một ngày, có nghe một câu phải, trong một điều phải, làm một việc phải, ngày ấy mới không hư sinh. Trần Mi Công Sĩ Phu mà 3 ngày không xem sách, thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạt léo khó nghe. Hoàng Đình Kiền có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác, có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê. Là Từ Phúc người ta nếu không biết lo xa, nhất định có sự ưu hoạn đến ngay. Luận ngữ thân dê mà lốt cọp, thấy cỏ thì thích, thấy chó sói thì run, quên mất cả bộ da khoác là lốt cọp. Dương Tử không gì giỏi bằng hay bản, không gì yên bằng hay nhẫn, thản nhiên, không gì hơn người bằng có đức, không gì sướng thân bằng làm lành. Hoàng Thạch Công độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to lớn bấy nhiêu. Có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Minh Tâm bảo dám làm việc nghĩa thì chớ tính lợi hại. Luận anh hùng thì chớ kể nên thua. Lư Khôn người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy. Trương Cửu Thành chim mà mỏ quắp thì loài chim sợ cá, mà mồm ngoắp thì loài cá sợ. Người mà ngọn lưỡi sắc sảo thì loài người sợ. Hàn Thi Ngoại Truyện. Yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết. Mình không có quyền làm được sống chết, mà lúc lại muốn cho sống, lúc lại muốn cho chết. Như thế chả phải là mê hoặc lắm du. Luận ngữ yêu người ta mà yêu vô lý,
thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình. Ngụy Thế Thụy người quân tử, ta nên thân song không nên quá chiều mà phụ họa. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh, song không nên ruồng rẫy như hàn thù. Thâm hàn quang lễ nghĩa liêm sỉ là bốn cái giường để duy trì giữ vững quốc gia. Bốn giường vó ấy nếu không căng được lên, nghĩa là người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm sỉ thì quốc gia phải sụp đổ mà diệt vong mất. Quán tử chính mình chẳng kiềm chế nổi mình mà cứ muối cài đạp người thì thật là nhu. Khuyết danh đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối đãi với người quân tử thì tự mình làm cho mình thất đức. Đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối với kẻ tiểu nhân thì tự mình làm cho mình hại thân. Tuân sinh tiên người hay là thầy người dở, người dở là kẻ giúp trí cho người hay. Lão tử người ta ai mà không có lỗi, có lỗi mà sửa đổi được thì còn gì hay hơn. Tả chuyện câu nói như tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa. Lục tài tử 33, thuồng luồng cho vực còn nông, làm tổ dưới đáy, chim cắt diều hâu cho núi còn thấp làm tổ trên đỉnh, thế mà đến khi chết cũng chỉ là một kim mồi. Tuân tử vật trong thiên hạ chẳng gì mềm nhũn bằng nước, thế mà to vô hạn, sâu vô cùng. Hoài Nam tử cắn chặt răng để chịu thiệt, đứng vững gót để làm người. Cổ ngữ thế giới là một trường học lớn, sự khốn quấn đau khổ là ông thầy giỏi, là người bạn tốt để rèn luyện cho ta vậy. Khuyết danh lanh trai công việc để cố gắng làm cho đầy đủ, và cẩn thận câu nói, không cầu thả khinh thường. Luận ngữ người đi đêm tuy không là gian nhưng không thể cấm chó không cắn được. Chiến quốc sách cái bể tình dục, lấp mãi không đầy, cái thành sầu khổ, phá mãi mà không tan. Khuyết giới toàn thư lâu nay đời vẫn làm đắm đuối loài người. Cái trí của ta là cái đề độ thân ta, làm sóng gió không thể siêu bạt vùi dập ta được. Vô công đại cục tuy một ngày một bại hoại, chúng ta vẫn phải nên hết sức duy trì, được phần nào hay phần ấy. Còn ngày nào hay ngày ấy tăng quốc phiên chim hồng, chim hộc, cất cánh bay xa là nhờ lông cánh, lông nhỏ trên lưng, lông to dưới bụng, mọc thêm một nắm, bay chẳng cao hơn, rụng mất một nắm, bay chẳng thấp hơn. Hàn thi ngoại truyện chẳng trách người mà trách mình là phương pháp cần nhất để tu tỉnh thân ta, hay thể tất cho người là phương pháp cần nhất để gây nuôi độ lượng. Lá khôn một bên là quần chúng, một bên là bản thân, hai bên đều trọng cả. Nhưng gặp trường hợp cần thì phải hy sinh bản thân để cứu giúp quần chúng. Khuyết danh thiên hạ có người sợ bóng mình, ghét vết mình, cắm cổ mà chạy, vết lại càng nhiều, bóng lại càng nhanh. Chẳng bằng đến chỗ dợp mà nghỉ, thì tự nhiên bóng mất hẳn và vết tuyệt ngay. Mai thằng muốn giữ được lương tâm, nuôi được linh tính, cần phải chịu cực khổ, chịu phiền, thì ngày mới thuần thục. Lưu trực trai điển dưỡng cái khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm. Lưu tâm sự lầm lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Uông Thủ Trì nói đường sướng hà mà nín ngay được, ý đường hớn hở mà thu hẳn được. Giận, hà mê đường sôi nổi, nồng nàn mà tiêu trừ biến mất được. Không phải là người rất kiên nhẫn thì không tài nào được như thế. Vương Dương Minh an ác, dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền. Tách bạc thiện, ác quá đáng là hạng người thường. Điên đảo thiện ác để sứ miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. Chu Trang Trang công người ta ai cũng cần phải tự lập lấy thân, cần phải tự mình hết sức cố gắng cho ra người, cần phải trông cậy ở mình mà chớ có trông cậy vào người. Khuyết danh lòng thành, nét mặt đầm ấm, khí hòa, lời nói êm dịu thì thế nào cũng có thể cảm động được người ta. Khuyết danh lập thân không có gì khó bằng làm thế nào cho khỏi tủi thẹn, thủ thân không có gì khó bằng làm thế nào cho khỏi điếm nhục, phòng thân không có gì khó bằng làm thế nào cho ít bệnh tật. Tuân tiên sinh chưa có người nào hành vi phẩm hạnh không đoan chính mà họ có thể yêu nước được. Cổ ngữ người không có trí như thuyền không có lái, như ngựa không cương trôi giạt lông bông không ra thế nào cả. Vương Dương Minh tài trai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn xó nhà. Triệu Ôn.